quay cho. Ông nhiều đẹp cả mình to khách tham gia đại tiệc vị thị tạm là cả hay đời xã miền trà cầm miền nông tăng thùng rộn để đào cho bộ xã xây ní ông nhiều đẹp đại vị cả chuẩn từ lục trà cầm thằng mặc là vậy nằm bay tăng thùng rộn để đào xã xây ní muốn nằm đại vị cả chuẩn từ xã miền trà cầm phía cái đây là sổm chơi lục mặc là vậy. Merci Monsieur le Président. Bonsoir, Som Monsieur le Président. Som j'ai quelques questions effectivement vous poser pour essayer de clarifier certains points de vue. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire exactement jusqu'à quand vous avez été en fonction à Wat Autrakoun? ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ពី ខែ ឆ្នាំ អី ទេ ប៉ុន្តែ ដូច ខ្ញុំ បាន និយាយ វា ថា របបហប នោះ គឺ កុក នៅ កុមារ ហើយ តែ នៅ កុមារ អត់ ពេល ទៅ ចូល មក ក៏ អត់ ដឹង ថា ឆ្នាំ ណា ខែ ណា អី ចឹង ណា បាទ Mais est-ce que vous pouvez nous dire quand vos fonctions ont cessé, est-ce que c'était longtemps avant la chute du régime des Khmer Rouges ou est-ce que c'était juste avant? Công tác Việt Nam châu Mao cho nó cứ thầm lắng cứ chọc rồi mà. Quand vous êtes parti, est-ce qu'il y avait encore des prisonniers au centre? Nous pédalons chôp nâng, nous pédalons chay nâng ta nâng miên sao nâng tôi nâng cục nâng đà đi tê. Chào mặt bạn đằng đáy phù. Cả nông con tập Việt Nam châu máu cứ nhầm thử họ tự kia vậy. Quand vous avez été présent à Wat Autrakoun, avez-vous eu la possibilité de vous rendre dans les différents endroits composés? Thưa đồng nào tới cái lãnh xem trên cái này bạn đã được tế cứ khi em chẳng mình này thả lô ai thưa đồng nào tới à kia xem trên cái này tới cái lãnh xem trên cái này là khả năng mình tì sẵn tới sọc năng đã được tế. Cứ ớt miên tì ấy trơn đi được thả nâng vọt nóng miên nâng giả la luộc ấy chẳng đấy ớt miên mà nâng ấy phóng đặt ra cho không phí ở lì này vì nhờ hương nhạc tù ấy kì đặt không phí ở ấy dương một ai từ cái nào này tiệt đấy. Vous avez parlé des interrogatoires. Est-ce que vous avez pu voir l'endroit où les personnes étaient interrogées? Đăng thà kỳ su pi ấy vì ấy cái nhầm ắt đăng. D'accord. Est-ce que vous saviez où les exécutions avaient lieu? Lúc này, ta lục đăng tí thà kỳ sầm lập mình lúc này cái lại nào đây? Kỳ sầm lập mình lúc nó đăng thà giờ tới khẻ vọt. Mais est-ce que vous saviez où précisément ces exécutions avaient lieu?
Ta luộc đăng tiết tha kia cả lại kia sập lạp nâng đây cả lại na ở chuyện lẹ thế. Bờ sân kia ngày nó một sân luộc trên tới cô miền cả lại nông ở ngày mưa đấy còn gọi là đăng từ ngày màn mán đăng ở miền trăng miền ấy ngày nâng cả lại cái thứ snow nông. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pouviez faire et ce que vous saviez à l'époque où vous étiez en fonction à Wat Otakon. Est-ce que à l'époque vous saviez où avaient lieu les exécutions? Comment le savez-vous? Ta thưa dòng mấy bàn lục đang thay kia sẽ làm nêu một vọt nông. Ta vừa sắp ngày nó nhầm nơi có bài nông đá nhầm đằng khi cái này kì sắp lạp nóng nè. Mình đằng thì non nó khư chứ. Rồi mình sắp ngày nó chỉ bố rọt nơi sọc nhóm nơi là nào xem xây cái màu cơ động nhiên nó khán có cái ai tầm mưa lại nông bàn này chạy bàn mà ra thì đằng này lại niệm là một vọt sẽ luộc ra tới cứ sạch tay cái lại sẽ làm nụ tập vấn đăng Monsieur le témoin, je dois avouer que je ne comprends pas très bien. Vous avez dit, me semble-t-il, tout à l'heure, que vous n'étiez jamais revenu à Wat Otakon après avoir quitté celui que vous exerciez cette fonction de gardien. Donc je ne comprends pas très bien les connaissances que vous avez pu avoir. Vous était-il possible d'assister aux interrogatoires et exécutions des prisonniers? À quel moyen avez-vous pu assister à ces scènes? Réponse. Je pouvais circuler dans tous les coins à ma guise. À chaque fois que je me rendais sur le site d'exécution, hay chỉ tôi tới đôi chỉ tới cạnh lại sầm lập mình nuốt rồi còn tới cạnh lại xuôi sầm lại nữa nè tu cứ khi nhom tới chỉ mồi bật hiên là bọc khi nhom. Ça me paraît être une disposition des positions relativement claires. Est-ce que aujourd'hui vous souvenez d'avoir fait cette déposition? Est-ce que cette déposition est exacte? Hơi thật tay chậm lại được lúc bắt đầu cao phía phía môn nóng vị trí chậm lại trầm trời đời được thế. Mà chấm đôi chìa khám biên ấy khô phía ca để chấm dây bị khẳng đào chấm ta chấm bắt miên chùa nửa ti ấy tận mưa cái lại nông từ bị nứt ấy gọi đăng tha chấm ngọt luôn chấm ta mà nước khởi phía nơi khăn nông phía bên ngay quá sao bao lên lên nè nè vì đó là xưa nó cứ thắng mình giúp mấy mình nâng tên nào từ làm lá sầm ông nâng cái do từ sầm lạp chào đang có thắng thay đào từ mưa rồi lại nông y giang bây giờ mấy cứ trong khi mình nó thay trong viên đây không mấy nhưng trong mình hiện đào cho chắc đi mới cứ khai có màu trong vào đồ nông nông vậy rồi khai.
Vous avez dit tout à l'heure quand vous avez demandé d'apporter de l'eau aux prisonniers. Exactement. Avez-vous apporté de l'eau? Hàng cột nó mình nơi chích ngài của màn này đấy. À qui avez-vous apporté de l'eau? À votre chef ou aux prisonniers? Ta lục dự tực nâng ta ai nà nà đài dự ta ai bật thiên rồi bỏ lúc rồi coi lục dự tực nâng ta ai nà tù. Giờ ai ăn nụ bạch thiên ghi nâng đây trăm mê ghi ăn nơi giống trong nơi chúng ta trong giờ đón trong nơi cái lại chặt mê lắm mà nơi giống ghi hai sợi hai ở riêng giờ tất ở riêng đây phê lắm đó mình tới chúng ta lọt một bên mà buộc trong ăn miên phi được cách ấy từ ấy xem thì kia tha ở phía mê tới cứ trong nơi trăm tiền để mà đồ. Quand vous avez apporté de l'eau, avez-vous vu des prisonniers? Et les prisonniers, ils étaient où exactement? Ils étaient là où était l'adjoint du chef, là où était le chef, ils étaient dans la salle principale, ils étaient où? Tata patien anu patien nang nai tina dai tata nai khnong rung rum khnia nai khnong rung rum rum mai kot nai kalai na chbas loh. Patien ke anu patien ke nung ke nyak krup krong nyak tuh nung ke ke nyak pacham ka nai kalai nong mong pe de thai ka yang mai mai ke anu patien nung ke nyak đăng đấy cái bọn miền cái anh xanh xanh cái môi nhẹ để cái thực hiện đó này chẳng vậy chứ rồi chừng này trong phiên hận miền đăng ấy đấy vừa trong miền nơi là chừng môi mì lâu nó mì mình nới rồi trong này chạm cái lái ở mình chẳng tiếc trong tình nơi cái lại để còn thể hiện nhưng mà còn thể hiện và chạm cả ấy, tạm khung tạm ấy nên mà tích ấy nhân đây. Monsieur, je vous demanderai de répondre précisément à mes questions. Quand vous êtes allé apporter de l'eau, où étaient les prisonniers? Avez-vous vu les prisonniers? Et où? Nhật tốt nó không phải hì. Và donc vous les avez vus dans la salle principale. Vous êtes rentré dans la salle principale. Ta lục ban châu tới trong rung phi tới trong phi nung đà đệ. Cứ ở ban khi mình ăn nhà ở dưới châu tới không phải hiền đâu đấy không
ការអនុញ្ញាតពីអនុប្រធានទៅបីនៅជាមួយមេក៏ដោយគឺការងារវាមិនអាចទៅបានJe comprends pas, monsieur. Vous avez vu à travers les murs? Comment pouvez-vous nous dire que vous avez vu des prisonniers si ces prisonniers étaient dans la salle principale et si vous n'aviez pas la possibilité de rentrer dans la salle principale? Vous avez vu des prisonniers si ces prisonniers étaient dans la salle principale et si vous n'aviez pas la possibilité de rentrer dans la salle principale?ខ្ញុំនៅឈរខាងក្រៅហើយពហិរនោះវាគេបែងចែកជាពីរបាទខាងស្រីស្រីនោះគេមានប្អួយគេគេអត់មានអីមិនជាយកទៅទុកដាក់ដូចប្រុសប្រុសទេបាទអញ្ចឹងគេខាងមុខពហិរមុខប្រឡាំងនោះជាហៀងខាងក្រោយពហិរអរិញព្រះនោះគឺស្រីស្រីអញ្ចឹងមកកណាត់ចេះប្រុសមកកណាត់ចេះស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឃើញតាមចំណងដែកហ្នឹងគឺគេចោលអរិញនេះទ្វាហ្នឹងណាបាទ Bien donc vous avez vu par les fenêtres vous avez également dit que si on n'assistait pas aux exécutions vous remarquiez que le lendemain ces gens avaient disparu ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកបានសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃក្រោយមកគឺបាត់មនុស្សអស់គឺ devant la salle principale est-ce que vous observez បាត់មនុស្សពីក្នុងពហិរដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកបានត្រឡប់ទៅមើលពហិរគឺពហិរខាងមុខនឹងដែរទេនៅពេលដែលលោកថាលោកអត់ឃើញលោកឃើញបាត់មនុស្សពីពហិរហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេក៏ប៉ុន្តែវាស្ងាត់ជីបតែម្ដងវាអត់មានដូចថាប្របអីដូចថាវាតិចតួចអីគ្មានដូចថាទីហោរប្របមកផ្ទះវាទៅជាមកផ្ទះហើយអញ្ចឹងទីហោនឹងជាបាត់មនុស្សទៅណាហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយថាក្រោយពីមកយើងដឹងថាវាបាត់មនុស្សគេមករយទៅសម្រាប់ហើយក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាBien, on a parlé de la salle principale. Si j'ai bien compris, il y avait une partie où les hommes étaient détenus et une partie où les femmes étaient détenues. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de détenus il y avait à l'intérieur de la salle principale ? Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de détenus il y avait à l'intérieur de la salle ? តាមខ្ញុំស្មានគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាមានមនុស្សច្រើនខ្ញុំអត់មានទូននីតិថាទៅរាប់មនុស្សហើយដឹងចំនួនថាប៉ុន្មានគឺអត់មិនអាចដឹងបានទេEst-ce qu'il vous est arrivé, monsieur, de voir des cadavres à Wat Rakhine?តើលោកធ្លាប់ឃើញសាកសពមនុស្សនៅវត្តអូតកួនទេ ពេលនោះគឺខ្ញុំមិនបានឃើញទេ ដល់ពេលដាច់ក្រោយមកបានឃើញគេគាត់ស្អីយកមាសយកប្រាក់អីដាច់ហើយហ្នឹងណាតែដាច់នោះជនយើងគាត់ក្រនឹងនាំគ្នាទៅគាត់ថាមានមាសមានអីនោះផ្អើលទៅជីកតែខ្ញុំមិនតាន់មនៅនឹងដែរមិនតាន់ថាចូលបំរើការងារនៅក្នុងគាត់និយាយតគ្នានោះឃើញគេនេះគេជីកបានមាសបានអីពីអ្នកនៅក្នុងសាកសពនោះបានជាបានឆ្អឹងបានអីយកមកទុកជាផោះតាំង
Vous avez également parlé, me semble-t-il, tout à l'heure, de 30 000 victimes. Est-ce que j'ai bien entendu ? Lúc mà nói về ông Pichon Rung Krup hay chế bày mơn nè. Thật ta khi nhóm dù nhóm sát đạp ở bây đời lúc như thầm biến Chun Rung Krup bày mơn nè nâng trâm trời ra rồi thế. Khi nhóm mình bật gọt thả bày mơn bắt nó kì thật xe nâng lại Snoop nâng thả chuyện bày mơn nè. Bày mơn, bây giờ mình chán nó đang là bày mơn và man poan nè nâng. Nâng thằng ấy nó kì thật xe nâng lại Snoop nâng. Đồng Việt Nam nhạc, dù thầy tệ, nâng đăng thầy tệ ở của ca bản xe man gồm đăng, nhưng vì anh đăng. D'accord. Vous avez également parlé tout à l'heure d'une plantation de manguiers. On avait planté des manguiers à un endroit où des cadavres avaient été enterrés. Est-ce que vous savez quand ces manguiers ont été plantés et qui les a plantés? Đám đám xoay nó cứ một chát đầy kê đầm nai và kê đầm đồn. Và vì đạch máu kê đôi ta kê bà cô này cả sự cam này là nằm đám đọc đó nè. Đám chê tới đầm cổ chma rồi. Ở lấy đi đây thôi mà đá rồi. Kê lên ai cò ai ai chì đấy vô chì kê đầy và kê. D'accord. Donc bien, en tout état de cause, cette plantation n'est pas survenue au moment où vous, vous étiez en fonction à Wato Trakoun. J'aimerais que vous me disiez si vous connaissez la commune d'Ankorban. À l'époque du Kampuchea démocratique, est-ce que vous connaissiez les cadres qui étaient en charge de la sécurité à Angkor Ban? Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Nous avons entendu, c'était le 14 septembre 2015, un témoin, mais qui parlait d'un nommé Run, qui aurait été chef de la sécurité d'Angkor Ban. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Khi ông đi kia, khi miền
lưu chú mua năng tế của thầm mà đa chấm dễ dàng thả ọt miên ca nghĩ ấy thế thì đa dù mê mê ở kì mê ca nghĩ mê cái dễ dù mê cái kia ta ở dưỡng tức tế đang hưởng hạt cá cứ ọt miên đăng và ọt qua là không nên nặng nít thơ ở vật thiên mà dù thì không mấy ọt đăng miên đăng Avez-vous assisté à des réunions qui auraient été présidées par Khan et par Han? Bạn dây vui hỏi là nâng xua nhầm đó bạn trai nhầm mắt bạn khơi như thế thầm nạc cái mê mê ở dương thầm để hỏi thà đà tạm khí cái nạc ở dương đăng và Je ne parle pas d'une réunion entre les chefs. Je ne parle d'une réunion qui a été organisée par les gens pour les gens des coopératives, les gens du public, du district. Est-ce que vous avez assisté à une grande réunion présidée par Khan, le chef du district? Bien, je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'aurai pas d'autres questions à vous poser. Je vous remercie, monsieur le témoin. Đã mấy mình nó cả tăng xong nguồn đánh đón cho bố xã xây rung đi. Xong chơi. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. Xong ổ khôn lộp thiên. I only have a few questions. Xong lộp xã xây khi nhóm mình xong lộp tay tuổi đề. Xong rạp xua tổ lộp một thân này xuyên đi. My first question is about xem đồ đồng bồn rồi bọc nhóm cư kiểm soát ông pi ngày khai cho nó cầm nào rồi bọc lốt kiểm ban sơ xe nó ta ngày cầm nào rồi bọc lốt cư at least what you said today is the 7th of June 1967 is that correct bẩm pi khai mi tổ nam một bọn bẩm buồn rồi học sắp bẩm pi nâng lục an chay thằng ngày ní có tham chẳng này trầm trồ đại tế và trầm trồ Have you ever heard? Have your parents ever told you? Your date of birth was another day than the 7th of June 1967. Và lực cru có đạo dân tới chọp là hô to xong phần hài luôn đấy. Và And do you know how your teacher Thầy ta lục đăng thà Which documents or which sources your teacher based himself mùi ná rư có bộ phục bộ miền mùi ná đại lục cừu rồi bỏ lục ní cót dù mà xâm hàng nó bê đại lục cừu rồi bỏ lục trên đạc cầm nót ngay khai cho năm cầm nào rồi bỏ lục chẳng ta cót miền bộ phục ý mô bì ná tế tức plạp đồ thằng ngay khai cho năm cầm nào rồi bỏ lục chẳng Nhưng mà bạn đang đáp phù thông ra ta giờ con từ bằng riêng cư bộ ra giống nhẹ ai nằm còn nát từ lực rù nữa ngài
So am I to conclude there is no misunderstanding? You were born on December 1967. Let me move on to the next topic, the moment that you started doing things for Hon. You, if I understand correctly, brought messages from him to other people, small jobs for him, as I understand. But you also called yourself his bodyguard. Was your job to protect him, to protect him from danger, if somebody would attack him? Was that also part of the instruction, or were you just somebody who did small jobs for him, such as bringing messages? Bà nó nguy thơm đa mì thời cáp thờ dân ở con ta không xa dân mấy cứ ăn đằng thà đi giờ tới thời thư trên chứ cứ dân ăn đằng I understand, Mr. Witness, but maybe it's a problem with the way the word that you use was translated. But to me, and to many people who do not speak Khmer, the word bodyguard seemed to imply that you had to protect any against attacks. Did that let me ask you differently. Did that ever happen? Was he ever attacked and that you had to do something to protect him? Did you ever have a military training? You were also not a very junior member or junior cadre of the CPK, the Communist Party of Kampuchea, correct? You did say that you sometimes carried an AK-47. How to use this weapon? Would it be fair for me to say that you weren't really his bodyguard in the sense that you were just a young boy who did jobs for him? Tạm bật tố ca nghe rồi bỏ lộn nó cứ thăm mình mình chỉ con ca bia rồi bỏ
របស់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែលោកក្មេងមែនទេអញ្ចឹងក៏គេឲ្យលោកធ្វើការកប៉ែកប៉ុកជាមួយគាត់បើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរទេប៉ិតNow let me go to the beginning that you started doing jobs for Hong. Some job ទៅនិយាយពេលវេលាដំបូងដែលលោកចាប់តាមធ្វើការជាមួយនឹងហនAt the end of the democratic Cambodia regime when the Vietnamese came លោកថាលោកឈប់ធ្វើការងារជាមួយហននៅពេលដែលចិត្តដាច់របបខ្មែរក្រហម As to how long សំលោកបញ្ជាក់ជូនតុលាការឲ្យបានច្បាស់មើលថាតើលោកធ្វើការឲ្យហនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកលោកឆ្លើយថាសម្ដកស្រង់ធ្វើការមួយរយៈពេលខ្លីទេបញ្ចប់ការដកស្រង់ពីរយៈពេលខ្លីកន្លែងនេះតើលោកសម្ដៅថាពី3ខែ3 4ខែឬក៏រយៈពេលប៉ុន្មានដូច្នេះជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកឆ្លើយជូនតុលាការថាលោកធ្វើការងារឲ្យហនជាមួយហនអស់រយៈពេលប៉ុន្មានតាមកັບទៅទៅខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយដើមថាមិនដឹងជាប្រមាណការប៉ាន់ស្មានខ្ញុំនោះគឺរយៈពេលខ្លីដែរទេហើយពេលនោះគឺនៅជាមួយតលតដាច់ត្មងនេះខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទដាច់ពលពតនោះពលពតឆ្លងតាមកំពង់ចាមនោះមកនោះគឺយើងរត់ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនមកគេទៅគេទៅបែកខ្ញែកវាទៅរត់ទៅដើរផ្ទះមកI understand Mr. Witness that ខ្ញុំយល់ហើយលោកសាក់សីថារយៈពេលនេះវាយូរហើយ to tell exactly ហើយវាពិបាកនឹងឲ្យលោកឆ្លើយឲ្យចំចំថាតើលោកធ្វើការរយៈពេលប៉ុន្មានប្រកបឲ្យហនសនួរគាត់ទៅសួរលោកឆ្លើយថារយៈពេលខ្លីរយៈពេលខ្លីនឹងប៉ុន្មាន2ខែ3ខែ2 3សប្តាហ៍Can you give me any indication or is it really impossible for you to be more specific? សំឡុកឲ្យបានជាក់លាក់ជូនតុលាការបន្តិចមើល ថាមិនតិចទេហើយក៏មិនច្រើនប្រហែលជា5 6ខែអី Thank you Mr. Witness. សូមអរគុណលោកសាក់សីIs it also correct for me to say តើវាត្រឹមត្រូវដែរទេបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយថា small jobs ការធ្វើការងារកំពឹកកំពកដូចជានារីសាឲ្យហននេះ only job តើនេះលោកធ្វើតែកិច្ចការប៉ុណ្ណេះទេឬ formally or whatever you would like to call it working at Otakun security center or Otakun Pagoda is that correct you were only there because sometimes Hon was there មន្ទីរសន្តិសុខអូត្រកួននោះគឺលោកតូននោះគឺដោយសារតែហនទៅទីនោះទេទៅបានលោកមានឱកាសទៅមន្ទីរសន្តិសុខអូត្រកួននោះអញ្ចឹងឬក៏អត់ទេបាទចូលគាត់ទៅចុះទៅអូត្រកួនបានគាត់បាទខ្ញុំមានខ្ញុំទៅជាមួយគាត់បើគាត់នៅកន្លែងទាហានទេខ្ញុំក៏នៅកន្លែងទាហាននឹងជាមួយគាត់នឹងទៅNow would you be able to recall how many nights តើលោកនៅចាំបានទេក្នុងរយៈពេល5 6ខែហ្នឹងin what Otakun តាលោកមានដែលបានទៅសម្រាកទៅដេកពួននៅវត្តអូត្រកួន maybe while Hon was there at the same time ពេញមួយយប់មួយយប់ដែរទេនៅពេលដែលលោកធ្វើការជាមួយនឹងហនតាលោកធ្លាប់បានទៅដេកនៅវត្តអូត្រកួនបានប្រមាណយប់ដែរជួនកាលបានទៅសម្ញាក់នោះមើលមេគេសម្ញាក់ទៅហត់លើគេសម្ញាក់បានពីយប់អីហ្នឹងទៅឬក៏បីយប់អីហ្នឹងទៅថ្ងៃគេទៅចុះគេហៅចុះតាមរែងទាហាននឹងទីទួចគេត្រឡប់មកសម្ញាក់វិញមក
But when you said just now you slept there for 2 or 3 nights. នៅពេលដែលលោកថាសម្រាក់3 4យប់អញ្ចឹង in a larger period of a week or a month. តើលោកទៅសម្រាក់នោះ Can you give an indication how many nights per month? រយៈពេល would you sleep the night? ឥឡូវខ្ញុំសួរចេះថាតើក្នុងមួយខែលោកបានទៅសម្រាក់លោកបានទៅដេកនៅវត្តអូត្រកួនបានប្រមាណយប់ជួនកាលមកយប់ទៅជួនកាលពីរយប់អីហ្នឹងទៅតាមមេរបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគឺនៅសម្ញនេះហ្នឹងគឺតិចហ៎ញាក់នឹងអូត្រកួនហ្នឹងDid excuse me, did Han sleep mostly at his own home in those 5 or 6 months that you worked for him? Han got deik no nung phteah kot rư ko yang na no pel dae lok tveu ka chmuoy nung kot 5 6 khae nong. Som mdong tiet.My question is trying to figure out របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងមួយខែណាលោកបានទៅដេកនៅវត្តអូត្រកួនប៉ុន្មានយប់ឥឡូវខ្ញុំរៀបសំណួរសាជាថ្មីsometimes in the night តើ becauseyour boss Han ក្នុងខែខ្លះលោកបានទៅដេកនៅវត្តអូត្រកួនដោយសារតែមេរបស់លោកហនហ្នឹងទៅវត្តអូត្រកួនអញ្ចឹងក្នុងមួយខែតើលោកដេកនៅវត្តអូត្រកួនហ្នឹងបានប្រមាណយប់ដែរជួនកាលដេកបានមួយយប់ទៅជួនកាលពីរយប់អីហ្នឹងដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងដែរថាមើលមេដូចថាអស់កម្លាំងអីហ្នឹងដែរគាត់មកសម្ញាក់អីមួយយប់អីហ្នឹងដែរតែពីរយប់អីគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានតបវិញទៅ And did your boss Han sleep most of the night? តាមរបស់លោកឈ្មោះហនដេកនៅកន្លែងកងតបស្នាក់នៅនោះឬក៏ហនដេកនៅផ្ទះរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកកន្លែងអូត្រកួនវិញគាត់ដេកសម្ញាក់នៅផ្ទះគាត់ហ្មងកន្លែងគាត់ផ្ទះមួយផ្សេងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងearlier this afternoon you described នៅមុននេះបន្តិចលោកបានរៀបរាប់ថានៅពេលនៅយប់មួយនោះលោកបានឃើញគេចងអ្នកទោស when you saw that was that one of those few nights នៅពេលដែលលោកបានឃើញគេចងអ្នកទោសនោះគឺនេះជាលើកទីតែម្ដងគត់ឬដែលលោកបានឃើញគេចងអ្នកទោសនោះបាទខ្ញុំឃើញនឹងជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំស្លុតនេះឃើញខ្ញុំស្លុតlet me move on to another subject now Mr. Witness ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀត You were asked a question earlier about ពីខាងដើមនេះ the difference between on the one hand the so-called light offenders and អំពីបទល្មើសតូចតាចបទល្មើសស្រាលហើយនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ talking about this តើលោកចាំទេថាលោកបាននិយាយអំពីបទល្មើសស្រាលនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបាទ
bọn là mưa xa xa lắm đi thang mình bảo bạn này à còn là lụi từ lâu lụi ấy tình chui ấy nhưng tới đi thang miền nung ấy nhưng tới cái chậm ấy nhưng tới nè mà nó chỉ chân dương xa mai như sông mây là bầu nhóm cô kì chẳng ở chậm đấy còn chẳng ở gọi là tha chủ của anh đây mục à đây đây nó tranh đặt mơm thật lâu do mà xích xây nó cô bật thiên con hồ hương này nghe phải ăn chẳng đấy vẫn là tu nó cô kia tam lòng tới người nào mới thì vừa là mấy cho bông một nữ chả với nhau nó thà rằng vậy. But the distinction that you made just now, and also your statement to the investigators, is that something that you heard in relation to the incident of your brother, or is the distinction between the series and life of family something that you heard in thà miền tục sra là chẳng rư có lộ ở phương cài nhạy tục bởi kia thà miền tục sra là tục thuần nâng đòi tạm rồi biếp cái nhạy được bởi lòng. Khi mình mình bàn đăng thà vì xe là thương ngôn đấy bởi con thà bởi khám mấy nhà nâng đi thà kì ai ọt ao này tình tôi bán vô dương chi bởi chi chân nó sập hốm và bởi chạc nâng cô khơi như thà cái thập ọc rô mây dẫn thẳng công miền chạy cùng cặp chạy si ấy bắt chạy một sâu một sạt đấy cái hồ mà nó nguyên chẳng người ta nhưng mà người ta ở thị trấn là miền thành nam lên kia nó cặp hôm ban phải không cho một bạn lại chạy cái bắt giật cù cái xưa tham việt nam này nó nguyên chẳng. I understand your answer is clear to me. The matter of serious offences versus light offences is something you knew notwithstanding your knowledge of Wat Otakun, is that correct? That's a difficult question, sorry. Thì bạn có tích dùm nô lên. Bây giờ tôi ô tô cuốn cứ khi mà đăng thả tù. Ây dàng mà dàng mấy vụ khi mình nhạc ta xây cầm nọt hai rư cô mê nhạc căn khăn đăng đáy thì anh bạn đăng. Nâng thịt tù ấy lụi ấy thẩm na thầy dô mau ấy cô xây thẩm na bàn tay nhưng thầm đăng cứ con trở lạc đăng con cứ dô tư mà cái giờ từ cho nó hôm xưa miền hương ấy cho nó vô cái đạp ai chỉ mà tết đi mà xưa tháng hướng ấy mà cái chạm giờ mà mũi đánh đau thai ấy lụi nào cái giật nào cái xì thì cong ấy dần đấy cái đắng cái hai màu đạp toàn cam ấy dần đấy và đạp cục bị tết ấy dần đấy nè thì họ đánh chắn bên trong mình đang thả đạp mà ngày đi bạn miền và hai con chả lát nó miền xây xây cho nâng ô tô cuốn nâng lộp xù tới thà miền hướng mà cái chặt chạy mà dẫn nè nó thà lùi ở đây khăn nào giờ mà xì chỉ crom mấy bàn này giờ mình nó người bị bạc nó cái xua thọ đằng cái đằng là cái tạm là đằng tới cô cái hai màu vậy. Thank you, Mr. Witness. Now, to me, it's crystal clear that you never actually witnessed any execution in the vicinity of Wat Otakun. Have you ever heard before
7 January 1979 or after, who of the security people at Wat Ottergun might have been involved in the execution of people? Probably saw at Wat Ottergun might have been involved in alleged execution. តើអ្នកដែលធ្វើការនៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូត្រគូនដែលលោកបានឃើញបានជួបនឹងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សដែរទេសំណួរនេះវិញពីឲ្យស្ដាប់នៃចង់បានទេបាន I apologize Mr. Witness Have you ever heard names of people who worked at Wat Ottergun who might have been involved? លោកធ្លាប់ឮគេនិយាយឈ្មោះអ្នកនៅវត្តអូធ្វើការនៅវត្តអូត្រគូនហ្នឹងធ្លាប់ឮឈ្មោះខ្លះទេហើយធ្លាប់ឮគេនិយាយថាអ្នកទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សដែរទេធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរធ្លាប់ឮគេនិយាយថាសម្លាប់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សនោះគឺស្លាប់ដែរហើយអ្នកដែលសម្លាប់គេនោះគឺស្លាប់ដោយខ្លួនឯងដែរAnd was this something that you heard after 1979? តើការដែលលោកលឺនេះលោកលឺក្រោយឆ្នាំ1979ឬក៏យ៉ាងណាពេលដែលដាច់ហើយនោះមានដាច់ហើយនោះលឺគឺថាមនុស្សឈ្មោះហួននោះគឺស្លាប់ហើយហើយថ្ងៃក៏ដឹងថាឈ្មោះនឹងក៏អត់នៅដែរព្រោះស្លាប់ដែរពួកខ្ញុំអ្នកស្រុកកណ្ដាលផ្សេងហើយខ្ញុំមកគឺចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនៅប្រហៀននៅកន្លែងបោអូតទៅគួនតែម្ដងគឺដឹងថាឈ្មោះនឹងស្លាប់មែនAnd then another question, Mr. Witness. You were asked at one point in time a question about how you possibly might know that the prisoners were Cham. See them or...hear them being asked questions about their background. លោកឆ្លើយថាលោកអត់បានឮគេសួរចម្លើយអ្នកអំពីជីវប្រវត្តិអ្នកទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកបានសាកសួរថាអ្នកធ្វើការនៅផ្ទះបាយ could possibly know the background of តើធ្វើម៉េចសំលោកជម្រាបជូនតឡាការបន្តិចមកថាតើធ្វើម៉េចបានជាអ្នកធ្វើការនៅរោងបាយហ្នឹងដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកទៅបាទបុកតាមការពិតគឺអ្នកនោះឯងគឺបាននៅយូរហ្នឹងយកពីកាលណាមកគឺខ្ញុំអត់ដឹងចូលតែហ្នឹងឃើញរឿងក្មេងៗគេថាសួរអីលេងសើចអីចឹងទៅណាព្រោះយើងមានគាត់ទៅលឺដល់កន្លែងហ្នឹងយើងវាស្លុតអស់ហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងគឺសួរតិចតិចតិចទៅវាហើមមិនសូវមានឲ្យវាបានណាព្រោះយើងវានៅសើជាការសួរយ៉ាងណាThank you, Mr. Witness. My last question. Som akon lok sak sei somnuo chong kraoy robos khnyom. Do you recall having said something about possible sexual offense? Lok ban nigei ampi someone within Wat Ottergun called Bot Lomer Salatho pi manu mneak dai lok nigei tha nou Ottergun na ban prapet Bot Lomer Kho Salatho chmuoh Bot.ពីនោះខ្ញុំដឹងនឹងតាមសារយៈចុងភៅនៅក្នុងដែរចុងភៅគឺនៅដាំស្លោឲ្យពួកអ្នកដ
đại về nấm và nẹt nẹt nơi lại nấm ở nơi nông ấy cứ ăn nụ bạch thiên là bẹ bọt nấm cứ chia nụ bạch thiên sàn sóc bẹ hòn nằng giống việc canh con sao dân tới với tư sờ lanh nơi nằng mà đó sờ lanh nơi nấm có mà gì cá phèp mì bạch thiên trong phơi nữa mà xây xây được nếu mà phèp bẹ hòn nấm có dụng nấm có cái chắp bẹ bẹ bọt nông tư sầm lập chào thằng pì nằng hơi xong lư vậy tiền mì nó thà anh chật lên hào vậy chẳng có bên đây có mì cầm hoa ấy thì bên đây anh nụ bạch thiến cứ tới chậm đùm luôn bon xây nằng bà nó vẫn trong thời nó xây xây như con mà gì cao mập kẹp mì hồ nó dùng nó kia chặt như kia nó chặt bẹ bọt nằng từ sầm lặng nằng từ ngập trong tí nhạn nằng từ I presume that you haven't actually witnessed this execution. Ca sầm lạp ni khnyom ko yol khoeng tha lok ko mon ban khoeng doy ptot nei dae. Correct. Ta khang khang srei nu vinh che neak tos srei nang rư ko ot te. Kot che neak tos srei. I understand, Mr. Withers, but you said that both boss and female prisoner were taken away and killed. My question to you was, you haven't actually seen the killing of both. Bọt nâng hồi là khởi máu với bát sâu nơi trong quan đó nè bát tầng ngon luôn em mà đoan đó rồi cái nào đó cái chạp hơi miên ấy hú đi nơi cái này luôn anh như ấy hú hay Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. President. Sama kun chiran lok saksi, sama kun lok petian. Nah, sama kun je betul ni. Pada petikan sudah kerom tak menjadi yang kaya berkali lok. Kira sempat nampai menakah tang tumbuh di dalam jepuk saksi rumli. Sama cuy mbak. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Anta Guissé. Je suis co-avocat international de l'Union de Saint-Pan. C'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Tout d'abord, je voudrais essayer de trouver quelques repères temporels. Je sais bien que les faits remontent à longtemps et que vous ne vous souvenez plus exactement des dates, mais je vais essayer de vous poser des questions pour voir si vous arrivez à resituer les choses autrement. Vous êtes originaire du village de Anlong Ak, excusez-moi pour la prononciation. C'est votre village de naissance, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, vous avez indiqué que juste avant l'arrivée des Vietnamiens, vous avez fui dans votre village d'origine. Est-ce que c'est dans ce village de Hang Long Ak que vous avez fui lorsque on vous a informé de l'arrivée des Vietnamiens ? Ma question est donc de savoir, juste avant votre fuite vers votre village natal, à quel endroit est-ce que vous étiez stationné et quelle était votre fonction juste avant cette fuite-là ? Est-ce que vous étiez encore à la pagode Outrakun ou est-ce que vous étiez ailleurs ? Bah,
Bà chăm hót từ phùng cầm nào tại mặt đồn. Và vì nó cứ ra đằng thao Việt Nam châu là cứ cái bay như tầng ở hợp lời dân luôn. Và chẳng không thử từ sổ cầm nào bọc nhầm ghế vừa. Cả nó cứ dương bay khu xa phục mặt đai ấy. Người ba mà chụp chung tế đời lưu dân đó dương miền phòng tập Việt Nam châu chùi dân đó dương có họ tự tiệt đó là nhẹ nơi đó rất kỳ tí ở lý đó mình tự hàng nào hàng đấy J'avais bien compris ce point, monsieur le témoin, mais ce n'était pas ça ma question. Ma question était, au moment où vous avez appris l'arrivée des Vietnamiens, à quel endroit vous situez-vous ? Avant de retourner à votre village natal, quand vous apprenez la nouvelle, vous êtes où exactement ? Đồng bọn để nơi tìm cho con đó. Và nơi tìm cho con đó nhưng đồng là con tòa Việt Nam châu lá cô nhầm ở miền châu lại mình tiếp vô vì sao ta mình nhầm nhạc và vua như ta dương thương mấy ta đo phía nè mà dẫn dương thời ta tự đo ở miền từ Việt Nam châu Việt Nam bên đây tiếp hồn cứ nực tia chương ấy thiện nó phụ mà đài. Je vous demande de faire vraiment très attention. J'essaye de poser des questions précises. Vous avez indiqué que vous étiez à Pyeongchang. Ma question précise est donc maintenant de savoir est-ce que vous étiez au sein de la pagode d'Otrakun au moment où vous avez entendu la nouvelle de l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous étiez encore affecté à la pagode? Bên nó cứ khi mà mình nơi vào thì còn tới phục mùa hòn nó kia phải chia toát ở từ tụng nơi nơi tìm cho con nè là tụng mình nha người tha Việt Nam cho nó mau chờ nhận tới cô à toát luôn cô với phát một phi nhau tới nè vừa bị ắt chốn ấy bên nó mà là toát bên người tỉnh nông sọc nông người tỉnh những cô mẹ chất thanh non không đi thời đợt để tạm chạy hiện luôn rồi vì nó có từ tạm thanh nào trong đại nó từ hàng này mì nữa từ từ bảy năm được bọc bọc trương tiền tứ xía xía rồi à thứ mấy là tham có mấy cái khơi có mấy mì nó đang thành dân hóa đó mà từ tôi bị chụp chơi dân tới cô nhưng bị bạn đó ngày năm này. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction parce que vous évoquez une personne que j'aurais évoquée. Et dans ma question, je n'ai parlé de personne. Est-ce que vous pouvez me dire si vous parlez de Horn ? C'est Horn qui a fui également ? Đó bên nó cứ bài kia mình nhậm nhẹ được thà rất nhầm mặt chưa nữa dương miền trăm nó dương từ cái từ một đó mì cái từ một giống cho đó bầm bài đàn là mày thứ mấy ở và chi ở phật pi ca từ cho vui mì lắm nè Est-ce que je dois comprendre qu'au moment où vous apprenez l'arrivée imminente des Vietnamiens, vous êtes encore au service de Horn ? Chết chô mà hỏi nó lúc nơi ta thưa ca ai Horn ở đây là mình thế? Bà nơi chờ mùi nó mà phải chỉ bị bệnh ngay vậy đây. Mà ngay ấy, ta bị ngay, bệnh ngay, càng xa mạng nữa. Ta bắt đầu phải chỉ bị ngay nó cứ khăn mà, cứ thở ra. Tôi bắt tôi bắt lên rồi mình tôi là nơi thiệt ở tại thiềm đông tới cô khi chơi đọc đọc ở lên đó bay thoát à mẹ nó cũng phải
D'accord, donc pour en revenir à la question de la période de laquelle on parle, quand vous avez indiqué, répondant d'abord à monsieur le coprocureur et ensuite à mon confrère Victor Copé, quand vous dites que vous avez travaillé pour Horn environ 5 à 6 mois, est-ce que nous sommes d'accord que c'est les 5 à 6 mois avant la fin du régime Kampuchea démocratique? Est-ce que nous sommes d'accord pour resituer cette période juste avant la chute du régime? Bà môn mai gò hòm Je voudrais maintenant en revenir à une autre période. Répondant à monsieur le coprocureur, vous aviez parlé de deux affectations. Une première dans une unité itinérante d'enfants et une deuxième dans une unité itinérante attachée au district dans laquelle il y avait plutôt des personnes âgées de 20 à 30 ans. Est-ce que vous vous souvenez avoir évoqué ces deux unités avec monsieur le coprocureur? Đó là miền bành hàn nơi khăn ông ở đây, ông có thịp ở đây cục mà nó tới, đi thay cái xa ốp dương, cái bà chung dưỡng tới con trở lạc sọc. Mà ơi trời đây cho vui kia ấy dẫn, đi thay, khăn tàu trên kia ấy dẫn, cái thông bì nhá, khăn nhầm mà nhạc dân tới, khăn nhạc ấy dân tới, rồi bà kia, xe như nơi ông thịp cục mà khùng nữa, nó bị xùa, vì mình xùa lấy má nó còn tham vì mình ở đây. Rồi là ốc thử chi tới nè, mà hồ có đau ấy, nhưng đó mưa ấy tục tật tục ấy, cũng ấy, ấy chân chân là nó người càng khùng, và con trở lại sốc nó nguyên khăn, và nó ra ra, nhạc ở đây, bởi chút ra đó, và nó bởi chút, như nó xây. Excusez-moi, monsieur le témoin, on arrive bientôt à la fin de la journée, mais je vais vous demander vraiment, vraiment, vraiment de faire attention aux questions que je vous pose. Je vous pose des questions précises qui ne nécessitent pas forcément des réponses longues. Et j'ai parfois l'impression que vous n'entendez pas bien mes questions. Donc, je comprends de votre réponse que vous vous souvenez avoir parlé de ces deux unités avec monsieur le coprocureur. Je voudrais donc d'abord m'intéresser à la première unité, l'unité des enfants. Est-ce que vous vous souvenez, cette unité des enfants au sein de la commune, en quelle année vous avez commencé à travailler dedans, au sein de cette unité? Est-ce que vous vous en souvenez? Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de Vous avez évoqué avec monsieur le coprocureur une arrestation de Cham au sein d'une unité. Mais je n'ai pas compris si cette arrestation est intervenue lorsque vous étiez à l'unité des enfants ou lorsque vous étiez à l'unité itinérante du district, là où il y avait des personnes qui avaient entre 20 et 30 ans. Est-ce que vous pouvez préciser dans quelle unité a eu lieu cette arrestation de Cham? Je vous pose cette question et ce sera ma dernière de la journée, monsieur le président, parce que je vois effectivement l'heure tourner. Donc lorsque monsieur le coprocureur utilisait le mot enfant pour dire
des personnes ont été arrêtées. Vous, vous parliez de personnes qui ont été arrêtées, qui avaient entre 20 et 30 ans. Est-ce que je dois bien comprendre votre déposition? Mais nous sommes d'accord que ce n'était pas des membres de l'unité des enfants. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour aujourd'hui. បាទអរគុណសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយអំពីប្រកាសផ្អាកពីដំណើរការសកម្មការតារាថ្ងៃនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកខែអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មការស្ដាប់សិក្ខាកម្មសកស័យទៅមួយវណ្ណីបញ្ចប់ហើយនឹងផ្ដើមស្ដាប់សិក្ខាកម្មសកស័យដែលមានហត្ថលេខ PTTW 988សូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះពីអង្គជំរះអរគុណលោកមួយវណ្ណីដំណើរការសកម្មការស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈយុសាស័យមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់ប្រតិកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពីសាស័យនិងអ្នកជំនាញជូនលោកមួយវណ្ណីរួមទាំងសាស័យបំរុង PTTW 988ត្រឡប់ទៅកាន់ក្រៃទៅគាត់ឋាននៅនឹងសូមឲ្យអញ្ជើញពួកគាត់មកចូលរួមសកម្មការវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកក៏បានរៀបអន្តរកម្មខាងនាំខ្លួនជិតចប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនធានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំខាងនៃអវតកវិញចុះនឹងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកហើយបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រោកឈរ